Alo, xin chào anh em, và rất là nhiều anh em đặt cho mình một cái câu hỏi là tại sao anh cứ dùng những cái bộ máy như kiểu là A6003 hoặc A6005, A6004 đi chụp ảnh. Em không biết là cái khả năng quay phim nó sẽ như thế nào, và bởi vì những cái dòng máy này gần như là những chiếc máy quay phim tí hon. Bản chất thực là anh em mua về chính cái dòng A6003 hoặc 6004, 6005 về là để anh em tận dụng cái 120p và cái khả năng quay 4K của nó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái video làm sao mà hướng dẫn anh em có thể quay ra được những cái thước phim tương đối bắt mắt một chút. Từ cái công việc là bạn chọn một chiếc thiết bị quay này, bạn dựng lên cho mình một cái ý tưởng kịch bản mà bạn tiến hành quay và bạn hậu kỳ. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái đoạn sẽ quay chính bằng A6003, một chiếc lens khá là phổ thông, đó chính là 35mm 1.8 mm, và một thiết bị chống rung, đó chính là chiếc Crane Plus. Chính cái video này bạn đang xem mình đang quay bằng một chiếc A6003 và một chiếc ống kít 1650mm. Ok, sau đây là intro nhá. Ok, thì với một cái siêu phẩm A6003 có thể quay được lên đến chất lượng 4K cũng như là cái khả năng quay lên tới Full HD được tới tận 120p một giây, thì đây là một cái máy ảnh bán rất là chạy cho những anh em quay phim nghiệp dư cũng như là anh em quay bán chuyên và chuyên nghiệp. Thì A6003 mang lại một chất lượng hình ảnh khi quay phim rất là cao, với một khả năng có thể quay được lên tới tận 120p, tức là slow motion 4 lần. Ngoài ra thì mọi người rất là thích cái chế độ S-Log trên cái file của con A6003. Ở đó thì các bạn về sẽ quay cái file đấy, nó làm cái dạng file thô và trên hệ Sony, và các bạn sẽ đổ màu được trên hệ đó. Thì ở trong video lần này mình sẽ show cho các bạn xem là cái việc mà để màu gốc S-Log như thế nào sau khi đổ màu thì nó sẽ ra sao. Thì cái buổi quay của bọn mình thì nó hơi bị trời, nó hơi bị mù một chút, thì nó sẽ không lên được hết khả năng nổi bật của file S-Log cũng như là file quay của chiếc A6003. Mình sẽ tận dụng một chiếc ống, đó chính là ống 35mm 1.8 mm, để làm sao mà nó không quá hẹp nhưng cũng không quá rộng, mà tạo ra được một cái khả năng chống rung tốt từ cái ống kính có khả năng chống rung. Ngoài ra bọn mình còn tận dụng một cái gimbal luôn, đó là gimbal Crane Plus, thì nó sẽ giúp cho bọn mình sẽ có được nhiều cảnh quay nó sẽ mượt hơn. Bởi vì hiện tại mình chỉ test một chiếc A6003 và đây chỉ là cái video test cho các bạn. Vì vậy bọn mình sử dụng một góc máy chính nhé, và không có góc đứng. Hầu hết góc đứng thì thằng của em sẽ cầm cái gimbal và cái bộ A6003 kèm bóng 35 1.8. Ok, chúng ta đi đến đầu tiên. Để ra được một cái video phục vụ các bạn làm sao mà nhanh nhất, là show được nhiều cái, ví dụ như là cảnh cắt cảnh này, chuyển cảnh này, các thứ mà bọn mình không có quá nhiều thời gian á. Và thực sự thì khung cảnh bọn mình tận dụng ngay cái location, đó chính là khu vực phía trước của máy cũ Hà Nội. Thì sau khi tìm được ra là location thôi, làm sao mà phải quay mục tiêu này, quay nhanh gọn này, show được kỹ thuật này, và đặc biệt làm sao mà cái video nó phải hấp dẫn một chút. Và đó là một dạng video ngắn, ở trong đấy thì không có nói gì cả, chỉ chèn nhạc vào cắt cực. Thì đó là một cái yêu cầu. Và bọn mình nghĩ ngay đến việc là ở đằng trước bọn mình, ở cửa hàng của mình có một con đường, và đó thì tốt nhất là làm sao mà cái buổi trưa có vắng một chút thì bọn mình sẽ show ra cái cảnh là Phó Tổng Châu có thể là lấy mũ bảo hiểm này, rồi lên xe này, rồi chạy nhìn ngầu ngầu hầm hố một tí. Thì bọn mình lấy ra một cái kịch bản làm sao mà quay cái cảnh cận cảnh bạn ấy lên xe, lấy mũ chạy quanh. Thì đấy, hình thành ý tưởng như thế. Thì bắt đầu bọn mình xây dựng một kịch bản. Kịch bản thì bọn mình chia ra thành, bọn mình viết ra giấy và phân khung cảnh ra một cách rất là nhanh thôi, nguệch ngoạc ra giấy vài gạch đầu dòng, và chúng ta có một cái kịch bản cơ bản. Ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái cảnh 1, bạn cùng xem cùng mình trên cái video bọn mình quay luôn nhé. Cảnh 1 thì ở đây ý tưởng từ cái việc là giới thiệu về nhân vật, đó là bạn Tổng Kho Châu đi từ ngoài khung hình và đi vào trong. Như thế đây là một cái cảnh quay rất là thú vị mà mọi người sử dụng trong phim rất là nhiều. Mình sẽ đặt nhân vật ở chính giữa,
hoặc là sẽ đặt nhân vật ở tỷ lệ là khoảng 1/3 đi, thì nó sẽ tuân theo cái tỷ lệ vàng, trong khung hình, khung quay và khung chụp ảnh, và làm sao mà để mô tả lấy được một cái con đường dài để khung hình nó sẽ có một cái chiều sâu hơn. Sau đó thì bọn mình sẽ chuyển sang cái cảnh hai, đó là cận cảnh cái bước chân Châu sẽ đi từng bước, miêu tả từng cái bước đi và thay đổi khung hình một chút, là sẽ sang một cái gọi là từ toàn này, xong sang cảnh chung và sang cảnh cận. Ở đó thì mình sẽ thêm một chút gì đó về một cái shot quay, làm sao mà cho cái khung cảnh mà đi lại nó đỡ nhàm chán một chút. Ý tưởng như thế thôi, và nó đã hình thành những cái như các bạn xem ở đây. Và cảnh thứ ba thì bọn mình sẽ quay cận cảnh chìa khóa xe, thì này trong mấy cái cảnh quay phân khối lớn thì người ta hay cắm vào ô tô, tiếp cắm vào các thứ, thì người ta phải nhấn nhá cảnh đấy để tạo lối liên kết giữa chủ thể ở cảnh một là bạn phó tổng tổng kho Châu, sau đó kết nối với được chiếc xe máy và kết nối được với con đường, tạo ra một cái độ úp. Cảnh 4 thì bọn mình bắt đầu chuyển sang một số cái cảnh thêm vào nhiều hơn, ví dụ như là tiền cảnh xe máy này, đặt nhân vật vẫn ở tỷ lệ 1/3, cái này là một cục cơ bản, một cục vàng cơ bản rồi, thì làm sao để làm như thế thì nó sẽ tạo ra độ hút mắt nhất. Góc máy thì mình lia lên một chút để làm sao mà cái xe máy nó có thể liên kết với cảnh này, người và con đường, và nó sẽ chuyển sang một cái gọi là khởi động xe như các bạn đang xem đây. Và cảnh 5 thì mình sẽ đổi tỷ lệ khung hình một chút, cắt cảnh thêm một cái shot quay cho nó đỡ nhàm chán vào này. Và rồi đến cảnh 6 thì bọn mình bắt đầu sử dụng một cái phương pháp chuyển cảnh, sử dụng hành động. Cái này thì các bạn xem thêm một chút về các cái kỹ thuật chuyển cảnh này, kỹ thuật nói như nào, kỹ thuật góc quay chuyển cảnh bằng cách mình lúc mình quay tiền kỳ, chuyển cảnh bằng hậu kỳ, có rất là nhiều. Và mình có một số các offer, anh em có thể xem một số kênh của một số người mà mình thấy rất là hay, và mình cũng học được rất là nhiều từ các bạn ấy, ví dụ như là kênh của anh Cường mới làm phim Nghiệp Dư, hoặc là kênh làm phim cùng Nam Trịnh, hoặc là kênh của bạn Tùng Phạm. Đấy là một số kênh mình thấy ở trong Việt Nam mà hướng dẫn rất là hay, rất là đơn giản cho những anh em làm phim ở dạng là nghiệp dư cơ bản mới đó. Và còn một vài cảnh phía sau thì các bạn sẽ thấy có thể như là khởi động xe máy, rồi đến cái cảnh mà đội mũ bảo hiểm, làm sao để cho nhân vật có ngầu hơn, thì mình vẫn tận dụng là thường ở trong khung hình thì đơn giản mình tận dụng bố cục 1/3 hoặc là bố cục ở giữa, như thế thì nó sẽ tạo ra được cái độ hút mắt hơn, bởi vì trong khung hình cảnh của mình thì ra là nó không có nhiều quá nhiều chủ thể, chúng ta loanh quanh chỉ có một người chủ thể là xe máy và con đường vậy thôi. Và đặc biệt là đến cảnh 10 thì mình đặt tẻ cái việc là đội cái mũ bảo hiểm này, để làm sao mà thêm cái này, thực ra là nếu mà mắt ông Châu đẹp hơn thì mình sẽ có cớt kiểu một quả mắt ngầu ngầu hoành tráng, nhưng mà mắt ông này thì hơi díu, chắc là trước khi ông ấy lái cần thì ông hút xe nên hơi díu, nên tôi không quay cái cảnh đấy. Và cuối cùng thì các cái cảnh sau đó thì cũng chỉ là chêm chám vào thêm để cho cái khung cảnh nó sẽ hoành tráng hơn, nhiều cảnh hơn và kéo dài được cái video của mình hơn, thì sẽ có là cảnh lái xe đi, cảnh hút đi này, quay con đường để tạo ra chiều sâu đó, rất là nhiều. Thì qua cái video này thì mình sẽ, mục đích chính của video này để test cái bộ A6300 kèm với ống kính 35F1.8 cùng với mình sử dụng cái gimbal Grand Plus, để làm sao mà sẽ sâu cho các bạn khả năng quay của A6300 có tốt không. Và mình sẽ thử thêm một phần, đó là hậu kỳ đổ màu vào cái file lock của 63. Thì cái phần này đổ màu thì bên mình cũng không chuyên lắm, bạn Hiếu thì bạn ấy cũng tương đối ổn, nhưng mà vẫn chưa gọi là đỉnh cao đâu, thì có gì thì em nó sẽ cố gắng dần. Ngoài ra thì trong cái quá trình quay này bọn mình sẽ sâu ra thêm cho các bạn một góc quay mà mình sẽ cài gắn trên đầu, nó là một góc quay của Osmo, nó một góc quay rất là hay. Thì đây gọi là góc quay người thứ nhất, thì hy vọng là sẽ lần sau đi chụp gái, chụp gú thì vẫn sẽ có được indoor đủ, sẽ có góc quay người thứ nhất cho anh em phấn khích hơn. Ngoài ra thì đã trong hy vọng qua cái video lần này các bạn sẽ học thêm được một cái số cái kiểu sắp xếp bố cục một cách rất là đơn giản, bố cục 1/3, bố cục trung tâm và cách để kết nối các cảnh quay với nhau nhé. Và hy vọng rằng những cái video như thế này sẽ mang lại cho các bạn là những kiến thức tốt để các bạn có thể chọn cho mình một chiếc máy quay phim tốt này, ngoài những cái rất là nhiều dòng máy ảnh mình đã giới thiệu để hướng dẫn các bạn chụp ảnh, thì hy vọng qua video này các bạn sẽ chọn cho mình được những máy quay ổn, ngon và sẽ giúp cho các bạn là bắt đầu với lại cái đam mê quay phim, ngoài đam mê chụp ảnh thì sẽ có thêm đam mê quay phim. Ok, cảm ơn các bạn, và đây là video hoàn chỉnh, các bạn có thể xem đây nhá. Đương nhiên nó chỉ là một video quay test, và Hiếu Châu của mình thì thực hiện trong vòng 30 phút thì nó khá là ngắn. Ở đây thì chủ yếu quay và bạn Hiếu nhé, không phải mình. Mình thì không biết quay nhé. Ok, bye bye.
Cảm ơn các bạn. Và hiện tại thì máy ảnh cũ Hà Nội chỉ có một cơ sở duy nhất ở địa chỉ 53 ngõ 12 Phan Đình Giót Thanh Xuân. Nhớ nhá, địa chỉ web máy ảnh cũ Hà Nội.com, Facebook fanpage thì cũng chính là máy ảnh cũ Hà Nội nha anh em nhá. Và kênh YouTube thì bọn mình có một kênh YouTube chính, đó chính là kênh Kiên Nguyễn này, là nơi để chúng ta có thể chia sẻ kiến thức và là nơi để chúng anh em chúng ta có thể giao lưu cùng với nhau. Nhớ nhá, logo hồng tím, địa chỉ 53 ngõ 12 Phan Đình Giót Thanh Xuân. Ok, như vậy là bạn đã vừa xem xong video của bọn mình. Mình là Kiên đến từ máy ảnh cũ Hà Nội. Hy vọng rằng những cái clip của bọn mình sẽ mang lại rất là nhiều ý nghĩa, cũng như là sẽ giúp các bạn chơi chụp ảnh một cách nó dễ dàng hơn, cũng như là với những cái clip review thực tế thì sẽ giúp cho các bạn xem cái máy ảnh đấy thì có phải là một chiếc máy ảnh phù hợp với mình hay không, và chiếc máy ảnh đấy thì có đáp ứng được hết những cái nhu cầu sử dụng của mình hay không. Và nếu mà các bạn thực sự thấy những cái clip này hay thì các bạn có thể chia sẻ ra giúp mình nhé. Bởi vì hãy chia sẻ đi để nhận lại. Còn lại nếu mà các bạn muốn nhận đón xem những cái clip của bên mình một cách sớm nhất thì các bạn có thể ấn sub kênh và ấn cái chuông bên cạnh nhé. Hãy sub kênh, hãy like clip để được xinh trai và đẹp gái hơn. Ok, và mình là Kiên đến từ máy ảnh cũ Hà Nội. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.